chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta chúng ta đang cùng nhau chuyển sang chiều thứ năm mang lại một cấp độ ý thức mới những thay đổi đó có thể được nhìn thấy trong toàn xã hội khi các cấu trúc cũ đang dần tan rã khi chuyển sang chiều thứ năm bạn sẽ gặp nhiều dấu hiệu giúp bạn hiểu rõ rằng bạn đang hoạt động trên một tần suất mới trong video này quốc anh chia sẻ những dấu hiệu quan trọng của chiều thứ năm sẽ giúp bạn hiểu những gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn hiện tại khi bạn chuyển sang chiều thứ năm điều đó không có nghĩa là một ngày bạn thức dậy và mọi thứ đều hoàn hảo nó không làm mất đi những thử thách của bạn ngược lại bạn sử dụng những bài học về tâm hồn của mình như những điểm dẫn đến ý thức cao hơn chiều thứ năm giống như thực tế của chúng ta nhưng nó hoạt động ở tần số cao hơn nó không phải là ở một nơi khác về mặt thực tế mà là thể hiện một cấp độ tần suất mới cơ thể tâm trí và cảm xúc của bạn bắt đầu rung động với tốc độ cao hơn như vậy bản thể của bạn có thể chứa nhiều ánh sáng hơn ở chiều thứ năm vẫn là bạn nhưng bạn trở nên nhẹ nhàng hơn trên đường đi bạn loại bỏ một số năng lượng dày đặc hơn ra khỏi hệ thống của mình và suy nghĩ của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi. Khi có dấu hiệu chuyển sang ý thức 5D, đừng ngừng sống cuộc sống bình thường của bạn. Trên thực tế, việc trở thành con người hoàn toàn sẽ giúp bạn chuyển sang chiều không gian thứ năm nhanh hơn. Trái đất của chúng ta đã chuyển sang chiều không gian thứ năm được một thời gian và chúng ta, con người, có quyền lựa chọn tự do để chuyển đổi hoặc vẫn hoàn toàn ở chế độ 3D. Không có phán xét nào trong việc đưa ra lựa chọn tự do. Sau đây, Quốc Anh sẽ chia sẻ với các bạn các dấu hiệu của chiều thứ năm. Đầu tiên, tái cấu trúc cơ thể năng lượng. Khi bạn chuyển sang chiều thứ năm, một trong những điều đáng chú ý là cơ thể năng lượng của bạn sẽ tự tái cấu trúc điều này có thể khó phát hiện hơn nhưng bạn chắc chắn sẽ cảm thấy điều gì đó vì quá trình tái cấu trúc sắp hoàn thành nó giống như nhận được bản nâng cấp cho toàn bộ hệ thống của bạn trước tiên bạn sẽ nhận thấy rằng bạn cần phải loại bỏ căng thẳng khỏi hệ thống của mình và cũng giải quyết căng thẳng mà bạn đã mang theo từ thời thơ ấu bạn cũng sẽ nhận thấy nhiều mẫu cũ rõ ràng hơn nên bạn có thể bắt đầu giải phóng chúng khỏi hệ thống của mình. Thứ hai, rung động của bạn. Một dấu hiệu khác của chiều thứ năm là bạn trở nên nhạy cảm hơn với rung động. Bạn có thể đọc cảm xúc thật của mọi người tốt hơn và bạn cũng thích ở trong môi trường có năng lượng nhẹ hơn. Dấu hiệu thứ ba, đó là các mối quan hệ của bạn. Khi chuyển sang chiều thứ năm, bạn có thể có nhiều kết nối dựa trên tâm hồn hơn với mọi người bạn gặp gỡ nhiều người hơn là một phần trong gia đình tâm hồn của mình và ngay lập tức sẽ có sự công nhận lẫn nhau. Các mối quan hệ của bạn sẽ trở nên bình đẳng và cũng trung thực hơn vì bạn sẽ cảm thấy không muốn che giấu con người thật của mình nữa. Dấu hiệu thứ tư đó là sự thật bên trong bạn. Việc hành động không phù hợp với sự thật bên trong trở nên khó khăn hơn khi ý thức của bạn mở rộng bạn trở nên nhận thức được những gì trái tim bạn đang hướng dẫn bạn làm. Dấu hiệu thứ năm, bình yên nội tâm. Khi bạn đang chữa lành những niềm tin trong tiềm thức của mình, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên bên trong hơn. Hơn thế nữa, sự bình yên trong nội tâm của bạn sẽ trở thành tiêu chuẩn mới và cũng là ưu tiên của bạn. Khi cơ thể cảm xúc từ từ chữa lành vết thương cũ, nó trở nên ổn định hơn. Dấu hiệu thứ sáu, là bạn nhận ra rằng bạn không thể cứu tất cả mọi người bạn sẽ học cách tôn trọng quyết định của người khác mặc dù bạn có thể cảm thấy như mình có công cụ để giúp họ tôn trọng ý chí tự do một trong những nền tảng xây dựng nên vũ trụ này sự trợ giúp duy nhất có hiệu quả là sự trợ giúp mà năng lượng được trao đổi một cách bình đẳng nếu người khác chống lại năng lượng của bạn sự giúp đỡ của bạn nó sẽ không phục vụ phụ họ và nó chỉ làm bạn kiệt sức dấu hiệu thứ bảy tin tưởng người khác khi bạn trở nên kết nối hơn với cái tôi cao hơn của mình bạn sẽ nhận ra rằng những người khác chọn bài học của họ ở cấp độ tâm hồn thay vì lo lắng về họ bạn gửi cho họ tình yêu và giữ một khoảng không gian cho họ và tin tưởng vào thời gian của riêng họ dấu hiệu thứ tám năng lượng của chính bạn khi bạn chuyển sang chiều thứ năm bạn sẽ trải qua quá trình thanh lọc năng lượng rất nhiều. Điều này được tiến hành trong sự kết hợp với bản thân thấp hơn và cao hơn của bạn. Giải phóng năng lượng của bản thân sẽ giúp bạn bước vào sức mạnh bên trong của mình. Bạn sẽ có thể suy nghĩ rõ ràng và cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Dấu hiệu thứ 9 Bạn ngừng trở nên bất an. Bản thể đang chuyển sang chiều không gian thứ năm, mang trong mình ánh sáng mạnh mẽ. Đã đến lúc bạn ngừng làm mờ ánh sáng của mình và thay vào đó nhận ra rằng bạn có thể sử dụng nó một cách tích cực như thế nào trong cuộc sống của mình. Đã đến lúc ngừng bất an, đã đến lúc bước vào sức mạnh bên trong của bạn. Dấu hiệu thứ 10 Tỏa sáng một cách dễ dàng Một phần lớn của việc chuyển sang chiều thứ năm liên quan đến tần số, năng lượng, ánh sáng bên trong và bản chất thực sự của bạn. Bạn, với tư cách là một sinh vật, đã chọn thực hiện quá trình chuyển đổi này vào thời điểm này sẽ cảm thấy như bạn cần mang theo những người khác bên mình bạn biết rằng bạn có ánh sáng bên trong mình nhưng đôi khi có cảm giác bạn phải tỏa sáng điều này sẽ thay đổi khi bạn thể hiện nhiều năng lượng tâm hồn của mình hơn bạn sẽ muốn tỏa sáng bởi vì khi bạn làm như vậy bạn đang ở trong tần suất thực sự của mình vì vậy sẽ không có quá nhiều điều bắt buộc mà thay vào đó bạn sẽ trải nghiệm niềm vui khi cho phép mình là con người thật của mình. Dấu hiệu thứ 11 Bạn là người quan sát. Một dấu hiệu rất sâu sắc của việc chuyển sang chiều thứ năm là trở thành người quan sát cuộc sống của bạn. Điều này sẽ tạo ra một khoảng cách giữa bạn và hoàn cảnh của bạn, cho phép ý thức cao hơn của bạn xuất hiện và hướng dẫn bạn đến những lựa chọn tốt hơn. Trở thành người quan sát cũng là một trong những cách tuyệt vời nhất để không bị mắc kẹt trong 3D. Dấu hiệu thứ 12 Điều chỉnh bản thân Khi cơ thể cảm xúc và tinh thần của bạn được thanh lọc Bạn nhận ra tầm quan trọng của việc chủ động Và làm việc với năng lượng của mình Trước khi nó mất cân bằng Sự hướng dẫn bên trong của bạn Sẽ hướng dẫn bạn những cách tốt nhất Để hòa mình vào dòng chảy Và điều chỉnh năng lượng của bạn Mà không đi vào thái quá Dấu hiệu thứ 13 Tăng cường năng lượng cho cơ thể Chúng ta cần chữa lành, tái cấu trúc và sau đó tăng cường năng lượng cho cơ thể. Đây là một trong những bước cần thiết khi chuyển đổi sang chiều thứ năm. Bạn sẽ trở nên lưu tâm hơn về nguồn năng lượng mà bạn cho phép vào môi trường của mình. Điều này sẽ dẫn đến nhiều thay đổi trong các mối quan hệ của bạn và thậm chí có thể trong công việc của bạn. Dấu hiệu thứ 14 đó là sự tích hợp và hiện thân. Với tất cả những thay đổi xảy ra ở cấp độ cảm xúc, năng lượng và tinh thần, năng lượng dày đặc hơn sẽ trở nên nhẹ hơn và bạn sẽ cảm thấy toàn diện hơn. Sau một vài vòng làm sạch sâu bên trong được thực hiện, bạn cảm thấy bị thu hút khi thể hiện năng lượng chiều thứ năm mới trong cuộc sống của mình. Bạn sẽ ngày càng cảm nhận được lời kêu gọi thực hiện cuộc nói chuyện của mình và cuối cùng sẽ không có sự ngăn cách nào giữa con người và tâm hồn của bạn. Dấu hiệu thứ 15 Tại một số thời điểm chuyển sang chiều thứ năm, bạn sẽ ít quan tâm đến việc đọc sách tâm linh hơn và quan tâm hơn đến việc rút ra các bài học từ kinh nghiệm của chính mình. Cái thua cao hơn của bạn sẽ hướng dẫn bạn tôn trọng và lắng nghe tiếng nói bên trong của chính bạn về những gì người khác đang nói. Dấu hiệu thứ 16 Khi bạn chuyển sang chiều thứ năm và từ đó đến các chiều cao hơn, bạn sẽ làm việc có ý thức hơn về bản thân đa chiều của mình Điều này cho phép bạn trở thành một người sáng tạo có ý thức về thực tại của bạn. Điều thứ 17 Dấu hiệu thứ 17 là bạn bước vào sức mạnh bên trong của mình. Sức mạnh của bạn bắt nguồn từ cái tôi cao hơn của bạn và bạn sẽ cảm thấy được kết nối nhiều hơn với nó. Bạn sẽ có ít khả năng giao quyền lực của mình cho một số ý tưởng, lý thuyết, cảm giác hoặc con người nhất định. Bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã có mọi thứ bên trong mình dấu hiệu thứ 18. Một trong những dấu hiệu rõ ràng khi bước sang chiều không gian thứ năm và cao hơn là cách suy nghĩ của bạn thay đổi. Bạn thậm chí có thể không nhận ra con người cũ của mình nữa. Tâm trí của bạn trở nên rõ ràng hơn và bạn có thể nhìn thấu những ảo tưởng bản ngã. Cuối cùng, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và không gian hơn trong ý thức của mình. Đồng thời, tâm trí của bạn sẽ trở nên ổn định và bình tĩnh hơn dấu hiệu thứ 19, bạn càng chuyển sang tần suốt thứ năm thì thời điểm hiện tại bạn càng bắt rễ nhiều hơn, bạn chấp nhận hoàn cảnh và quá khứ của mình hơn, bạn nhìn nhận cuộc sống của mình từ một ý thức cao hơn, mở rộng hơn, sẽ giúp bạn chấp nhận bản thân và những người khác. Tất cả các dấu hiệu của chiều thứ năm mà Quốc Anh vừa chia sẻ sẽ, sẽ xảy ra dần dần tùy thuộc vào chương trình thăng thiên đã chọn của linh hồn bạn. Tại thời điểm này, bạn có thể cộng hưởng với một số dấu hiệu, trong khi với những dấu hiệu khác thì không. Chỉ cần bạn thu hút bởi video này, bạn đang chuyển đổi sang chiều thứ năm. Các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Ngoài ra, các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại